Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series video về CV Chip. Thì hôm nay mình sẽ trao đổi kỹ hơn về vấn đề chất lượng điện năng. Đây là một trong những nguyên nhân rất là phổ biến gây chip CV trong nhà máy. Như các bạn đã biết thì các CV của chúng ta thường sẽ có một bộ bảo vệ kèm theo. Nó có thể là bảo vệ quá dòng, quá áp, quá nhiệt hoặc là mất cân bằng pha, vân vân. Thì trong điều kiện chất lượng điện năng không tốt như sóng hài bậc 3 thì nó sẽ gây dòng trên dây trung tín, mất cân bằng pha, vân vân. Thì đây là một trong những nguyên nhân làm cho CV chip. Và các vấn đề về sóng hài, mất cân bằng hay là quá dòng, quá áp, nó không xảy ra liên tục. Khi chúng ta khởi động một thiết bị, một cái tải nào đó lên, thì khi đó nó mới xảy ra. Vì vậy chúng ta cần phải có một cái thiết bị để chúng ta kiểm tra, chúng ta lốc dữ liệu trong một khoảng thời gian, ở một chu kỳ làm việc của nhà máy, để chúng ta có thể theo dõi cái tình trạng, sự thay đổi về biến động về điện áp cũng như là những cái vấn đề về sóng hài. Về giải pháp kiểm tra chất lượng điện năng thì Fluke có rất là nhiều giải pháp, từ cơ bản cho đến nâng cao, từ những thiết bị có thể kiểm tra những thông số cơ bản cho đến những cái dòng sản phẩm chuyên gia. Như các bạn thấy ở đây thì chúng ta có cái model là Fluke 435. Fluke 435 là thiết bị phân tích chất lượng điện năng. Nó đáp ứng được tiêu chuẩn IEC 61000-4-30 Class A. Đây là tiêu chuẩn cao nhất về đo lường chất lượng điện, về độ tin cậy cũng như là độ chính xác cao. Nó đánh giá các thông số về điện như là sóng hài, tăng áp, sụt áp, nó đánh giá về năng lượng cũng như là mất cân bằng, dòng khởi động, vân vân. Với chuẩn an toàn cách 3 1000V, cách 4 600V thì thiết bị cho phép sử dụng indoor và outdoor. Với cái chu kỳ lấy mẫu cũng như là cái thời gian lấy mẫu đáp ứng theo cái tiêu chuẩn IEC 61000-4-30 Class A thì máy nó sẽ cho phép chúng ta lưu lại những cái sự kiện cũng như là những cái vấn đề trong quá trình xảy ra sự cố. Thì để kiểm tra được nguyên nhân chip CV có phải là do chất lượng điện năng hay không thì chúng ta dùng cái thiết bị Fluke 435 gạch 2 này, chúng ta sẽ đo tại những vị trí CV tổng cũng như là những vị trí CV nhánh mà chúng ta nghi ngờ có vấn đề xảy ra. Sau đó chúng ta lốc lại dữ liệu trong một khoảng thời gian, chúng ta xem lại dữ liệu trong một cái chu kỳ làm việc thì chúng ta xem có những cái thời điểm nào mà có sự cố tăng áp, sụt áp hay là sự cố về quá tải. Hiện tại Fluke đang có chương trình hỗ trợ khách hàng demo tại nhà máy, cho khách hàng có thể hình dung được những cái chức năng của máy cũng như là cái cách hoạt động, và lưu dữ liệu như thế nào. Nếu các bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm hoặc yêu cầu về báo giá demo, hãy liên hệ với chúng tôi theo thông tin trên màn hình. Các bạn có thể xem thêm những cái video về thiết bị Fluke 435 theo đường link bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại.